Sáng ngày 15 tháng 10, tại tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi Bắc qua sông Hậu, nằm trên quốc lộ 60 nối hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường, Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm. Cầu Đại Ngãi có điểm đầu giao với quốc lộ 54 thuộc địa phận xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh và điểm cuối giao quốc lộ Nam sông Hậu thuộc địa phận xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Toàn tuyến dự án cầu Đại Ngãi có chiều dài trên 15 km, 5 nút giao, 7 cầu. Tổng mức đầu tư trên 8.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, dự kiến hết năm 2026 cầu Đại Ngãi hoàn thành sẽ xóa bỏ hai bến và cuối cùng trên tuyến quốc lộ 60. Đây là công trình chiến lược, là trục giao thông quan trọng ven biển kết nối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Theo cơ quan khí tượng, giải hội tụ nhiệt đới vắt qua Trung Bộ có trục ở khoảng 13-16 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 14-15 độ vĩ Bắc và 113,5 và 114,5 độ kinh Đông vào rạng sáng nay ngày 15 tháng 10. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Theo chuyên gia khí tượng Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp này có thể phát triển lên mức gần hoặc tương đương áp thấp nhiệt đới từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10. Khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, có nơi trên 400mm, riêng khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 250 đến 450mm, có nơi trên 700mm. Ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 17 đến 18 tháng 10, mưa có xu hướng mở rộng lên phía bắc của miền Trung và khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định sẽ có mưa lớn 100 đến 200mm, có nơi trên 400mm. Sáng nay, cơ quan khí tượng vẫn cảnh báo mức độ mưa ở khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng ở cấp 4, cao nhất. Ngày 15 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 13 đối tượng về các tội buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Tăng Quốc Tiến, sinh năm 1978, ngụ tỉnh Kiên Giang, đã câu kết với Đặng Duy Linh, sinh năm 1992, Danh Tích, sinh năm 1990, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang, hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ, dưới vỏ bọc là đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải, các đối tượng ngụy trang pháo nổ trong các thùng xốp chứa cá khô, rồi vận chuyển từ Kiên Giang về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ, trung chuyển đi nhiều tỉnh, thành khác, điểm tập kết pháo nổ của nhóm tại quán cà phê, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, do Nguyễn Đăng Thành, sinh năm 1990, ngụ quận Bình Tân, làm chủ. Từ tháng 8 năm 2023 đến thời điểm bị bắt giữ, băng nhóm này đã vận chuyển, tiêu thụ gần 6 tấn pháo nổ ra ngoài thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Cà Mau, Long An, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội. Ngày 29 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Thành khi đang vận chuyển 5 thùng pháo nổ. Các tổ công tác của Công an thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Kiên Giang đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Kiên Giang và Cục Phòng chống ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ Tiến, Linh, Tích cùng 4 đối tượng lái xe, phụ xe và bắt giữ thêm 6 đối tượng có liên quan. Trong 10 ngày, Công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Long An và tỉnh Cà Mau khám xét tại 11 địa điểm, thu giữ gần 6 tấn pháo. Sáng ngày 15 tháng 10, Trung tá Trương Hoàng Anh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết đã làm việc với tài xế ô tô tông hai mẹ con bị thương trên đường Trần Phú và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người này. Trước đó, lúc 18 giờ 30 ngày 14 tháng 10, tài xế này điều khiển ô tô 7 chỗ chạy trên đường Trần Phú. Khi đến gần ngã tư Trần Phú, Lý Thường Kiệt, xe ô tô tông thẳng xe máy và xe đạp đang đi phía trước, sát lề bên phải đường Trần Phú, va chạm mạnh khiến xe máy và xe đạp văng xa, hai người trên xe ngã xuống đường. Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô không xuống xe mà lùi lại một đoạn.
Trong lúc người dân đang hỏi thăm tình hình của hai người bị nạn thì tài xế điều khiển ô tô chạy khỏi hiện trường. Nhận tin báo, đội cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Tam Kỳ vào cuộc, xác định tài xế ô tô gây tai nạn là N, 32 tuổi, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế này tại thời điểm làm việc là 0,069mg trên lít khí thở. Hiện đội cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Tam Kỳ đã lập hồ sơ vụ việc, làm căn cứ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Cạn đang tìm hiểu nguyên nhân vụ việc hai bé là anh em ruột nghi bị ngộ độc thực phẩm khiến một bé tử vong, một bé phải đi cấp cứu. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 21 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2023, bé lớn, sinh năm 2015, có biểu hiện đau bụng và nôn ra thức ăn lẫn dịch dạ dày nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn khám và điều trị. Bé nhỏ, sinh năm 2016, là em ruột, không có biểu hiện gì nên ở nhà với bà nội. Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, bé nhỏ khóc tìm gọi bố nhưng bà nội chưa phát hiện bất thường. Đến 1 giờ 45 phút ngày 14 tháng 10 năm 2023, bà nội phát hiện bé nhỏ có toàn thân lạnh cứng và người nhà xác định bé đã tử vong. Theo điều tra dịch tễ của cơ quan y tế, ngày 13 tháng 10, hai cháu bé cùng người thân đi ăn sáng, sau đó đi học, trưa về ăn cơm cùng gia đình, chiều đi chơi ở siêu thị nhưng không ăn uống gì, tối có cùng bố đi ăn cơm ở nhà người quen. Ngoài hai cháu có biểu hiện ngộ độc, tất cả những người cùng ăn uống với hai cháu đều không có biểu hiện bất thường. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.